Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức Lóng Lánh TV. Hãy cùng chờ xem ngày hôm nay có những tin tức gì mới nhất các bạn nhé. Dù đã kết hôn từ rất lâu nhưng nhiều cặp vợ chồng sao Việt vẫn chưa có con. Thậm chí có những gia đình tuổi đã qua ngũ tuần mà vẫn ung dung như vợ chồng son. Chí Tài, Phương Loan. Chí Tài kể anh yêu bà xã Phương Loan năm 23 tuổi. Sau đó, chị đã sang Mỹ định cư, cả hai không còn liên lạc với nhau. Thời gian sau, diễn viên Hải cùng qua Mỹ, nhưng cả hai ở hai tiểu bang khác nhau. Vì muốn gặp lại anh, Phương Loan đã nhờ ông chủ của nhà hàng làm cầu nối. Cuộc gặp gỡ mà Chí Tài thường ví là dịp để ngư lang và chức nữ gặp nhau đã tạo nên một cái kết đẹp cho cuộc hôn nhân sau đó, mà anh bảo vì quá thương người con gái ấy. Chí Tài đã rước Phương Loan từ đảo Hawaii về bang California. Từ đó, chị đã trở thành ca sĩ trong ban nhạc Chí Tài Brothers. Ban nhạc hoạt động được hơn 10 năm, nhưng vì các thành viên không chịu được việc đi lưu diễn xa nhà ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, cho nên họ đã lần lượt rời nhóm. Sau nhiều lần thay đổi thành viên, cuối cùng Chí Tài Brothers đã giải thể. Phương Loan nói, chị mừng vì không còn phải biểu diễn xa nữa, bởi vì yêu Chí Tài chị mới trở thành ca sĩ bất đắc dĩ. Ông xã đã chuyển sang diễn hài, chị xin vào làm tại một công ty điện tử và giã từ sân khấu. Một thời gian sau đó, Chí Tài thường xuyên về Việt Nam vì công việc của anh ở đây thuận lợi. Nam nghệ sĩ cho biết anh đã ở quê nhà hơn 10 năm và đặc biệt, vài năm gần đây anh chỉ có hơn 1 tháng để qua Mỹ thăm vợ. Nhưng Chí Tài không dễ dàng thuyết phục Phương Loan yên tâm để anh về nước hoạt động, đặc biệt khi anh nổi tiếng làm mê gái. Vì thế, anh đã đưa ra quy luật, ở Việt Nam kiếm được bao nhiêu tiền, Chí Tài phải gửi hết sang Mỹ. Vì yêu nghề, nghệ sĩ sinh năm 1958 đã tuân thủ quy luật nghiêm ngặt của vợ, làm bao nhiêu, anh đều gửi hết, chỉ giữ lại một ít để tiêu vặt. Bởi thế, dân trong nghề thường đùa vui Chí Tài rất keo kiệt, không bao giờ chịu chiêu đãi mọi người. Hoài Linh thậm chí còn miễn kim bài cho những ai ăn được các bạc nào của Chí Tài. Anh cũng thừa nhận điều này bởi vì mỗi lần trả tiền các chồng nhậu thì y như rằng trời mưa, sấm sét đánh ầm ầm vì không muốn cho tôi trả tiền. Cũng bởi vậy, người ta thường kháo nhau, vợ Chí Tài rất giàu. Ngoài tiền lương đi làm, chị còn được ông xã gửi hàng nghìn USD vào mỗi tháng. Nhưng khi hỏi, tài khoản của vợ lên đến triệu đô, Chí Tài đã phủ nhận và nói vợ chồng anh chỉ sống vừa đủ, có tiền đi du lịch mỗi năm. Làm việc cật lực nhưng xa cách nửa vòng trái đất, Chí Tài đã bù đắp cho vợ bằng việc mỗi năm họ dành ra một tháng để đi du lịch khắp nơi trên thế giới để hâm nóng tình cảm. Nhưng suốt thời gian dài sống xa nhau, Chí Tài thừa nhận những năm đầu tiên không hề dễ dàng để có niềm tin ở vợ. Vì thế, mỗi lần làm sai, anh chịu phạt bằng việc gửi gấp đôi số tiền để cho vợ vui. Tôi phải có sự dung cảm chứ, nếu không thì giới tính có vấn đề rồi, nhưng tôi chỉ ngưỡng mộ cái đẹp chứ không đi xa hơn, anh chia sẻ. Ngược lại, Chí Tài còn lo sợ, ở xa chồng vợ lại trẻ đẹp, nên nguy hiểm rình rập. Mặc dù đã 60 tuổi, nhưng Phương Loan lại xinh đẹp và tươi trẻ, không ai nghĩ chị đã 59. Anh thừa nhận mình có ghen tuông, nhưng may mắn bà xã vốn là người công giáo, rất ghét mấy chuyện phản bội nên anh hoàn toàn yên tâm. Không chỉ vậy, vợ Chí Tài còn nấu ăn rất ngon. Anh thật thà nói dù đi khắp nơi nhưng cũng chỉ mê món ăn mà vợ nấu. Tôi khẳng định không ai nấu ăn ngon hơn vợ của mình. Chung sống 35 năm nhưng vợ chồng của Chí Tài và Phương Loan vẫn chưa có con. Khi được hỏi câu này, Chí Tài đã trả lời: chưa có con vì vợ chồng tôi không thích có con. Ngày xưa khó khăn lắm, tôi quan niệm nếu có con sẽ lo cho con đầy đủ. Nếu không làm được thì đừng đẻ, để rồi con nheo nhóc, vợ chồng cãi nhau dẫn đến gia đình đổ vỡ. Vợ tôi cũng nghĩ như tôi. Đôi lúc tôi cũng tiếc vì không có con, vì chẳng có ai nối dõi chia sẻ với mình lúc về già. Nhưng tôi tiếc là không có ai làm truyền nhân cho mình nhiều hơn. Còn già thì tôi nghĩ mình già đâu mà sợ. Tôi nói thật, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ hay không là do bản thân của bạn. Mình phải tự tạo niềm vui cho mình chứ không phải là chờ đợi người khác. Tôi không quan trọng chuyện có con hay không, chỉ cần thấy vui và hài lòng là được. Mọi người vẫn hay chọc và nói chắc tôi nợ đường con cái. Trấn Thành, Harry Won: chúng tôi sẽ có con khi thực sự mong muốn. Mới đây trong một chương trình truyền hình, người ấy là ai, Trấn Thành đã nói: chúng ta sinh ra là để hạnh phúc chứ không phải là phiên bản để duy trì nòi giống. Vào cuối năm 2016, Trấn Thành và Harry Won đã tổ chức đám cưới, mặc những lời chỉ trích ăn chao đá bát. Tham phú phụ bần sau câu chuyện tình ái, Harry Won và Đinh Tiến Đạt sau 9 năm đã chia tay. Dù nhận không ít gạch đá và bị kêu gọi tẩy chay, nhưng cặp đôi vẫn luôn luôn nỗ lực và xây dựng hình ảnh trong mắt của người hâm mộ. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc là vậy, thế nhưng vào thời điểm hiện tại, cả hai chỉ luôn tập trung vào sự nghiệp mà chưa có bất kỳ một kế hoạch sinh con nào. Trong một chương trình truyền hình thực tế, giám khảo Thách Thức Danh Hài cho biết,
anh muốn có con khi kinh tế ổn định. Về phía của Harry Won, cô tiết lộ chưa thể sinh con vì trước đây đã từng mắc căn bệnh ung thư. Sức khỏe của tôi có vấn đề, tôi từng bị ung thư cổ tử cung. Chưa khám lại vì năm nay chính là một năm cột mốc để xem ung thư có tái phát hay không. Nếu như mình có chuyện gì không hay xảy ra thì tội nghiệp nhất là đứa con. Nữ ca sĩ giải bày. Nghe lời tâm sự của vợ, Trấn Thành bày tỏ. Con mình đẻ ra, bản thân nó phải nhận được điều tốt đẹp nhất. Tôi quan điểm là như vậy. Khi tôi cảm thấy không đủ kinh tế, không đủ trí tuệ, không đủ trách nhiệm thì tôi thà không sinh nó ra. Hy vọng ông trời sẽ thương cho hai vợ chồng có con vào dịp thích hợp, lúc hai vợ chồng đã sẵn sàng và đầy đủ điều kiện kinh tế cũng như sự hy sinh để có một đứa nhỏ ra đời. Chúng tôi chào đón nó bằng những điều hạnh phúc nhất và sự chu đáo để có một cuộc sống tốt đẹp. Mới đây nhất khi được hỏi về dự định sinh con của Harry Won cùng với tình hình sức khỏe, Trấn Thành khẳng định bà xã vẫn mang thai được nhưng phải hết sức cẩn thận. Bác sĩ nói Harry Won vẫn có con được nhưng phải rất cẩn thận. Chúng tôi sẽ có con khi cả hai thực sự mong muốn, mà đã muốn thì chẳng thể nói trước được là bao lâu, anh chia sẻ. Mới đây có tin đồn Harry Won mang bầu sau khi hai người đi du lịch Hàn Quốc với nhau, Trấn Thành đã lên mạng đính chính. Chúng tôi đang còn trẻ, chúng tôi muốn đi chơi. Nếu như có tin vui thì chắc chắn sẽ báo cho quý vị. Quý vị từ từ đã, đừng đồn ầm lên. Có thể nói tâm lý của vợ chồng Trấn Thành và Harry Won không có gì là sốt sắng trong chuyện con cái. Họ vẫn đang rất hạnh phúc bên nhau. Trúc Diễm. Vào tháng 2 năm 2015, Trúc Diễm hạnh phúc lên xe hoa về nhà chồng cùng với ông xã Việt Kiều. Tính đến nay đã 5 năm kết hôn, cặp đôi sống vô cùng hạnh phúc và viên mãn bên nhau nhưng cô vẫn chưa mang thai. Nhiều năm trước đây khi được hỏi về kế hoạch sinh con, Trúc Diễm đều cho rằng cô thuận theo tự nhiên, khi nào có sẽ đón nhận. Tuy nhiên trong một bài phỏng vấn mới đây, Trúc Diễm đã tiết lộ nguyên nhân hai vợ chồng chưa sinh con vì người đẹp đang bị bệnh. Chúng tôi chưa có con do nhiều yếu tố. Năm đầu tiên, cả hai muốn tập trung phát triển sự nghiệp vững chắc dành tương lai cho con cái. Từ năm thứ hai, tôi phát hiện bị bệnh cường giáp, một dạng bệnh tương tự như là bướu cổ. Giai đoạn đầu, mỗi tuần tôi phải vào bệnh viện lấy 4 ống máu để xét nghiệm. Bệnh này ảnh hưởng tới thị giác làm tôi mất tập trung khi nhìn, không thể nào chụp hình dưới ánh sáng mạnh. Mỗi đêm tôi bị sốt nóng rồi lạnh. Chân tay thường xuyên bị run rẩy. Tôi phải uống thuốc phóng xạ điều trị cho ung thư để tiêu cục bướu. Việc uống thuốc ảnh hưởng đến con nếu như tôi mang thai. Nhờ tôi kiên trì trị bệnh nên sức khỏe đã dần ổn định. 2-3 tháng nay tôi mới đi lấy máu kiểm tra một lần. Cuối tháng 7 tôi có lịch hẹn bác sĩ khám lại. Nếu như mọi thứ đều ổn, vợ chồng tôi sẽ tiến hành việc có con. Được biết trong 3 năm vừa qua dù sức khỏe của vợ chồng không tốt, buồn vui thất thường, suy nghĩ tiêu cực nhưng ông xã luôn ở bên cạnh để chăm sóc Trúc Diễm. Dù chưa mang thai nhưng Trúc Diễm luôn luôn được chồng yêu thương và chiều chuộng. Họ đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Khởi My, Kevin Khánh. Là những cặp đôi kín tiếng không ồn ào chuyện đời tư, Khởi My và Kevin Khánh đã luôn luôn giấu kỹ mọi chuyện từ lúc hẹn hò cho đến lúc kết hôn. Sau 4 năm yêu nhau, vào cuối năm 2017, cả hai đã có một cái kết viên mãn với một lễ cưới tràn ngập hạnh phúc. Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng Khởi My đều giảm dần khối lượng công việc và ít khi xuất hiện trên các chương trình truyền hình giải trí. Riêng Khởi My rất ít khi ra sản phẩm âm nhạc. Vì vậy, cuộc sống đời thường của cặp đôi vẫn được sự quan tâm của cư dân mạng bởi vì cả hai vẫn nổi tiếng vì sự lầy lội, nhí nhố khi ở bên cạnh nhau, tạo nên những khoảnh khắc và câu chuyện thú vị. Ngót nghét, đã hơn 3 năm theo chàng về dinh, nhiều người thắc mắc không biết vì sao Khởi My và Kevin Khánh vẫn chưa từng đề cập đến chuyện sinh con. Có lần một người bạn động viên Khởi My sinh con để làm thông gia với mình, giọng ca người yêu cũ bất ngờ đáp trả hài hước. Chứng em cất ngăn đông rồi. Câu trả lời của Khởi My khiến cho nhiều người đoán rằng hiện tại cô và Kevin Khánh vẫn chưa có ý định sinh con. Nếu ai là fan của Khởi My sẽ biết vợ chồng của nữ ca sĩ là những người cuồng em bé và thỉnh thoảng lại thấy cô đăng những khung ảnh xinh xắn của các bé lên mạng xã hội. Thế nhưng cặp đôi vẫn nhất định chưa chịu tự sản xuất một nhóc để có thể bồng bế. Có khá nhiều lời dục từ khán giả và người thân về chuyện cặp đôi sinh con sau kết hôn, nhưng cả hai chưa khi nào đề cập nghiêm túc đến vấn đề này. Không ít lần Khởi My bị rơi vào tin đồn mang thai khi thấy vòng hai lùm lùm, nhưng mà cô nàng lại làm cho mọi người bất ngờ vì body 6 múi. Từ khi kết hôn, Khởi My và Kevin Khánh vẫn có chung quan điểm sống, dù hoạt động nghệ thuật nhưng không bon chen hay hơn thua về vị trí xếp hạng. Họ có một cuộc sống hoàn toàn khác với những người đồng nghiệp trong nghề. Cả hai luôn luôn thường xuyên cùng nhau đi phượt và du lịch ở nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống yên bình, nhẹ nhàng và không hoa trương.
Không rõ Khởi My và Ken Viên Khánh sẽ có kế hoạch hay dự định gì trong chuyện con cái hay không, nhưng có lẽ các fan thực sự đang nóng lòng chờ tin vui từ hai người. Trên đây là những cặp đôi đã kết hôn lâu nhưng vẫn chưa có con làm cho khán giả sốt ruột. Có thể thấy những người trong cuộc họ vẫn đang rất bình thản, họ vẫn đang có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau như vợ chồng son, tận hưởng những tháng ngày cùng nhau đi du lịch và vui chơi cùng nhau. Tại sao khán giả của chúng ta lại cần phải sốt sinh dịch lên như vậy? Hãy chờ đợi tin vui đến từ những người nổi tiếng các bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã cùng lắng nghe bản tin của kênh Làm Lành TV. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!